chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Ông Donald Trump thể hiện sự hào phóng trong bảo mưu tên. Cựu Tổng thống Donald Trump đã cung cấp phòng miễn phí cho 275 tha điền tại khu nghỉ dưỡng của mình ở bang Florida của Mỹ trước khi cơn bão Milton đổ bộ. Con trai của ông Trump, ông Eric Trump, đã chia sẻ một bức ảnh chụp những người thợ điện ở công ty Florida Power and Light thuộc khu nghỉ dưỡng Trump National Doral ở Miami, bang Florida lên mạng xã hội, đồng thời cảm ơn vì công việc của họ. Ông Eric Trump viết trên mạng xã hội X hôm ngày 9 tháng 10, thật vinh dự khi được tiếp đón 275 thợ điện công ty Florida Power and Light tại khu nghỉ dưỡng Trump Doral khi họ chuẩn bị ứng phó hậu quả của cơn bão Milton. Các bạn thật tuyệt vời, gia đình Trump cũng như toàn bộ bang Florida đánh giá cao những đóng góp của các bạn. Hãy tận hưởng những căn phòng này, chúng là những căn phòng tốt nhất ở Florida, hãy bảo trọng. Bang Florida chuẩn bị ứng phó bão Milton, Thống đốc Ron DeSantis thông báo đã điều động hơn 50.000 thợ điện để chuẩn bị cho sự tàn phá của cơn bão. Những người thợ điện này là lực lượng thiết yếu trong nỗ lực phục hồi, cung cấp nguồn điện cứu sinh sau cơn bão. Giá thuê phòng tại khách sạn Trump National Doral dao động từ $251 đến hơn $8,251 trên một đêm. Khách sạn sang trọng này có sân golf, nhà hàng cao cấp, hồ bơi và phòng có hồ bơi riêng. Bà Caroline Levitt, thư ký báo chí của chiến dịch tranh cử của ông Trump, nói với tờ The Washington Examiner, đây là một ví dụ khác về sự hào phóng và tử tế mà gia đình ông Trump thể hiện mỗi ngày. Họ thật sự quan tâm đến người dân Mỹ. Khi cơn bão Helene đổ bộ vào Florida trước đó, chính quyền địa phương đã khôi phục 2,4 triệu nguồn điện với tốc độ kỷ lục để giúp người dân Florida có điện sinh hoạt trở lại. Ông DeSantis hôm ngày 9 tháng 10 cho biết, nhiều thợ điện đã rất bận rộn trong các nỗ lực phục hồi ở khu vực khác gồm Bắc Carolina và Georgia. Ông cho rằng không dễ dàng gì để bang Florida có thể huy động 50.000 thợ điện hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão Milton, khi mà các bang khác vẫn đang trong tiến trình phục hồi. Theo NBC News, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết, trong bản tin cập nhật lúc 5 giờ giờ địa phương ngày 10 tháng 10, tất cả các cảnh báo về bão đã được dỡ bỏ đối với bờ biển phía tây Florida khi Milton di chuyển ra khỏi bờ biển phía đông của Florida. Bão Milton phá hủy máy vòm sân vận động quy mô lớn. Bão Milton đã đổ bộ vào bang Florida của Mỹ trong đêm mùng 9, rạng sáng mùng 10 tháng 10 theo giờ địa phương, với cường độ bão cấp 3, sức gió 192 km/h, xé toạc mái nhà tại sân vận động Tropicana, nơi được chuyển đổi thành nơi trú ẩn cho hàng ngàn nhân viên ứng phó khẩn cấp khi cơn bão quét qua Florida vào tối ngày 9 tháng 10. Hình ảnh do vệ tinh GOES-X của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA chụp được cho thấy những tia sét lan rộng khắp phía nam của bang Florida khi cơn bão Milton đổ bộ. Bão Milton có sức gió tối đa lên đến 193 km/h và các dải mưa của nó đã gây ra ít nhất 5 cơn lốc xoáy đổ bộ vào phía tây nam Florida, làm nhiều người tử vong. Theo đài NBC News, gần 3 triệu người sống trong cảnh mất điện vài giờ sau khi bão Milton đổ bộ, trong khi Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ quét ở khu vực Vịnh Tampa. Hình ảnh ghi lại từ máy bay không người lái cho thấy những con sóng cao đến 8,5 mét do cơn bão gây ra. Cơn bão đổ bộ với cường độ cấp 3 gần Santa Cruz, phía nam sân vận động vào khoảng 20:30 tối ngày 9 tháng 10 và sức gió duy trì ở mức 193 km/h. Bão Milton đã hạ xuống cấp 2 khoảng 90 phút sau khi đổ bộ vào Florida. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết sức gió của bão Milton đã giảm xuống còn 136 km/h, trở thành bão cấp 1 sau hơn 6 giờ đổ bộ. Bão Milton kèm theo lượng mưa lớn đến các khu vực phía bắc và phía đông Florida. Bão Milton sẽ di chuyển ra ngoài khơi bờ biển phía đông vào sáng ngày 10 tháng 10 giờ địa phương. Truyền thông Mỹ đưa tin, sau khi đổ bộ vào bang Florida của nước này vào sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, tức tối ngày 9 tháng 10 theo giờ Mỹ, bão Milton hiện đã giảm xuống còn là bão cấp 2 trong thang bão gồm 5 cấp, với sức gió tối đa là 175 km/h. Bão đã gây ra nhiều trận lốc xoáy, mưa to cùng sóng lớn, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, một số người bị thương. Nhà chức trách cho biết, 2 trường hợp thiệt mạng đều ở hạt San Lucy. Ước tính khoảng 100 ngôi nhà trong hạt đã bị phá hủy sau khi hứng chịu tới 17 cơn lốc xoáy.
hiện toàn bộ hạt đang được đặt trong chế độ ứng cứu 100%. Lực lượng vệ binh quốc gia Florida và các nhân viên thực thi pháp luật địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân. Tại khu vực Tampa Bay, bão Milton đã phá hỏng máy của sân vận động Tropicana Field, vốn được trưng dụng làm nơi ở cho lực lượng ứng cứu bão. Không có ai bị thương trong vụ việc. Bão Milton cũng khiến khoảng 1,6 triệu khách hàng ở Florida rơi vào cảnh mất điện. Năm nay, Florida ghi nhận 3 cơn bão lớn, sức gió từ 119 km/h trở lên đổ bộ, bao gồm Francine, Helene và Milton. Chưa có mùa bão nào ở Florida ghi nhận quá 3 cơn bão lớn đổ bộ. Chỉ có 5 lần trong 150 năm qua, từ năm 1871 đến nay, thông lệ này bị phá vỡ, gần lần nhất là năm 2005. Milton đã hạ xuống thành bão cấp 2 với sức gió khoảng 160 đến 170 km/h, tâm bão cách Sarasota 32 km về phía đông bắc. Dù vậy, nó vẫn rất nguy hiểm và giữ nguyên cấp bão trong toàn thời gian di chuyển qua bán đảo Florida, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, đem theo mưa khủng khiếp và gió hủy diệt. Nhiều khu vực ở Florida đã chìm trong nước ngập. Theo CNN, San Petersburg, thành phố đông dân thứ 5 tại bang Florida, ghi nhận lượng mưa ngàn năm có một, lên tới 228mm trong vòng 3 giờ khi bão Milton đi qua vịnh Tampa tối ngày 9 tháng 10, tương đương lượng mưa 3 tháng tại đây. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ NWS cảnh báo lũ quét quy mô lớn đã và đang diễn ra, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng con người và tài sản. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết, Milton đi qua miền Trung, bang Florida từ khoảng đêm ngày 9 tháng 10 tới ngày 10 tháng 10 giờ địa phương, sau đó đi ra Đại Tây Dương. Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về tình hình bão Milton tại bang Florida, theo Nhà Trắng. Vào ngày 9 tháng 10 giờ địa phương, bão Milton đã chính thức đổ bộ vào bờ biển vịnh Florida với cường độ cấp 3 trên thang 5 cấp của Mỹ, mang theo gió mạnh, sóng lớn để đe dọa tính mạng người dân và có nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng. Theo hãng tin Reuters, so với dự báo, bão Milton đổ bộ sớm hơn và xa hơn về phía Nam, mang lại hy vọng thiệt hại do bão gây ra có thể giảm nhẹ hơn. Trước khi đổ bộ vào Florida, bão Milton đã hai lần đạt cường độ bão cấp 5. Trung tâm Bão Quốc gia cho biết, mực nước biển dâng cao, gió cực mạnh và lũ quét vẫn tiếp tục đe dọa tính mạng người dân khi cơn bão di chuyển vào đất liền. Khoảng 160.000 người sống trong cảnh không có điện ở hạt Sarasota, nơi các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình triều cường. Trưởng phòng quản lý tình trạng khẩn cấp của hạt Sarasota, Sandra Tapulmani cho biết, phần lớn khu vực đã hứng chịu triều cường khoảng 1,5 đến 1,8 mét trong cơn bão Helene và bất kỳ điều gì cao hơn thế sẽ là thảm họa đối với khu vực. Theo đài NBC News, trước đó cảnh sát trưởng hạt St. Lucie, Chris Pearson cho biết, có nhiều trường hợp thiệt mạng do lốc xoáy tấn công hạt St. Lucie khi bão Milton tiếp cận bang Florida. Cơn lốc xoáy ập đến vào khoảng 16 giờ 28 phút giờ địa phương ở Fort Pitt. Người phát ngôn của Sở Cứu hỏa San Jose cho biết có 2 trường hợp tử vong được xác nhận và nhiều người khác đã được đưa đến bệnh viện. Ảnh hưởng của cơn bão Milton đã gây ra lốc xoáy khắp Florida khi cơn bão tiếp cận bờ vịnh của bang. Thống đốc Ron DeSantis cho biết đã có 19 trận lốc xoáy được ghi nhận trên toàn bang. Đài ABC vừa đưa tin bão Milton đã đổ bộ vào bờ biển phía tây bang Florida vào tối ngày 9 tháng 10 giờ địa phương, tức sáng ngày 10 tháng 10 giờ Việt Nam, ở mức bão cấp 3. Các dự báo trước đó cho rằng bão Milton sẽ đổ bộ vào đất liền với cường độ bão cấp 4. Mặc dù bão đã suy yếu xuống còn cấp 3, nhưng cơn bão lại đang tăng về quy mô và vẫn sẽ là cơn bão lớn cực kỳ nguy hiểm, theo hãng tin Reuters. Mang theo mưa và gió mạnh khắp khu vực, bão Milton cũng gây ra một loạt supercell được mệnh danh là quái vật bầu trời, một loại cơn giông rất mạnh, có cấu trúc đặc biệt phức tạp, có thể tạo ra lốc xoáy quét qua phía nam của bang Florida. Cơ quan thời tiết quốc gia tại Miami quan sát thấy có ít nhất 4 cơn lốc xoáy, bao gồm một cơn lốc xoáy nhiều vòng xoáy vào đầu buổi chiều khi các nhà khí tượng học thông báo nước dâng do bão bắt đầu tràn vào dọc theo bờ biển phía tây nam Florida. Do đó, song song với cảnh báo bão và nước dâng do bão đã được ban hành tại nhiều địa điểm trước đó, nhà chức trách ban hành cảnh báo lốc xoáy ở nhiều thành phố. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.